này chơi nó free này bị bằng rồi bốn sáng khắp đi hàng lần ta nên nít này lại có mấy tụng dạ mong thứ được nạp bốn sáng đi gà đã buộc lạ có lấy tiếp bình trọng tài doan nhu bộ oanh cần tùn cần lựa cụ cập của rằng là lời dựa nó bình trọng bốn mạng prác đã yom thứ được bình trọng nạ công sân Việt Nam lấy tương tiàng tụ ơ lấy tươi hàng lại phiền bình trọng bốn cung mạng prác như yó hát ơ cập rộng thứ được lấy tên này dù nó lại em hát ai đó lại đã yêu ai cất lại dù đã vi phạm pháp ăn kẹo tôi cứ thằng lại phiền tớ đã nuôi làm cha đó rim cha là bông màu tôi cứ út lại phiền chỉ cất tụ dù làm cha thì nên nên người bạn nên mong này là có mấy kèm ta mấy ni các bạn ấy thì bật lại xem lăng để xem lăng lại video mấy mặt mong đại về a lại ta làm thứ cất lại tung lùm bên là đi bên sang xem lăng lại này. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói rằng việc Việt Nam cam kết cải thiện nhân quyền vẫn chỉ là những lời hứa suông khi đưa ra bài phát biểu của tổ chức này tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 10 tháng 10. Tổ chức có trụ sở Mỹ hoan nghênh việc Việt Nam chấp thuận các khuyến nghị phê chuẩn của Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức, nhưng nói rằng Hà Nội cần chứng minh việc họ tôn trọng quyền tự do lập hội. Dựa nâng cực là bí bằng rõ nhu lệ nhưng ngã tôi hèm lạ bí bằng là xâm mơ cực lệ nôn nhu lệ nhu bằng hàng lệ bà rõ bẻ nắp dân quốc tệ đuôi nhu bố mong ngã tôi hình lệ phiền ô lệ tương quyền tôi lệ mạng rõ lệ tương hàng lệ tùy lệ hàng lệ kê gạt lệ phiền ấm nuôi tôi lần gạt nội quyết đại nhu lệ nhưng ngã tôi lệ dựa cất nhu bố thực hiện thực thi bẻ nắp con đồng thế giới thầu nâng một bà tôi đã bù ra này lại các nọc nào trong sân Việt Nam bây giờ pro đi có lấy lấy những tên đá hàng lèm lư lấy ngặt lúc ta có lèm cân đựng xăm hiu cất rằng tôi rung rằng tôi tương bên nào mình sẽ cân đựng dù ta dù con đọc mòm như đọc buồn sáng lúc nuôi nạ buồn sáng tôi lên ăn lên tiền dù nó nhớ máu lợi thế chẳng thể nhủ riêng đặc biệt đáng trong sân Việt Nam đấy đã đã bù lại vi phạm pro rằng bộ máu quanh cần có được kiểu bóc dựa đã bị bằng phong hạc lạc tổ ơm bít hạc lạc bộ tổ ơ dựa nó đã đặt nào gặp thun có thể lấy thực thi cái bộ luật nhân quyền này nhân quyền là lại bởi dự riêng cái nhân quyền doán mi prang ta bàn nhân quyền không thực thi thực thi lại bởi dự có thể lấy qua là bộ sạc của thực thi lại cầm một lệnh thiền phong bít hàng tôi dự mình mười buồn cùng kèm lấy trong thực thi có thể lấy quyền là lại quyền về dân thao khăn cái nhiệm vụ kèm lại bị bỏ đi bia lê thằng người dân mất tùy quyết lấy tiếp quyền của bộ xong đối với đảng cộng sản Việt Nam này hiện bắt bộ dân bộ một tùy của quyền quyết úc thì nhu quyền về từ đây dân quyết lấy nhà mạng dân thắp mắt lấy nhà cự lũ bạc cắt lại đập bốc cắt lại đập lại này mày bảo nên mùa này mày phải xem lặng để cắt lại lên được và tổ chức bằng cách cho phép các công đoàn lao động thực sự hoạt động độc lập với nhà nước. Nhưng Human Rights Watch cho rằng việc quốc gia Đông Nam Á này hứa sẽ phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế chỉ mới... Lời nói nước có mày đặt lời dịch lệ này, có lời luật lao động, luật quyền trẻ em này, quyền phụ nữ này, như thuộc của Đảng Cộng sản sóc quản lý, có lời phiền. Tứ đa mạ bạc, mô tô như mạ bạc phù hồ, làm sao rồi mô tô như 200. Mạng nôn lên như không dựa một lời phiền như mà. Nhà nước tùy như mạng bồ mẫu tự quyết của cơ bộ lê tưng mạng non lệ thủ hỷ 195 còn năm tầm bát 500 đồng nó lệ nộp cương của ý nhà nước thế bây giờ dựa nó nợ nạ buồn sang bồ mẫu quyền lợi xàm ta được cất ủng hợp tiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam hà mi tôm ế bê ạc ế đồng thuệ đúng không mình đừng lê hà lít ế sang ế bê ế đồng thuệ đúng không mình đừng bí bằng trầm cơ nằm đồng thuệ Đảng Cộng sản xem luôn chứ dưa cất lại như một preo người dân tộc quen ấy lăng lăn chặt bố nuôi bay lăn chặt Việt Nam một lần thâu một lần cười tớ đã ấy càng bọc sang trả đây ấy không nên ngại hạ mà nhổ ấy đóng thuế để nhổ bốc mò hạ mà nhổ cả ấy bị ngại dưa nó lăn chặt Việt Nam lại bùng mỏ quyền của bùng mỏ quyền con người của chị với đặc biệt là cái cha làm con nhân bá cha làm con bố lên một lần cười nhà nước bảo hộ lấy dù trầm cái nào tôi nhà bố anh A đi nhà thầu mở rộng như cái nào đây cất phô trong này thì hình tầm nhưng mà nhà nước đầu tư về nhiều cái đồng ngạc mà rõ lệ trong là nhà nước cũng được cái nước lệ thiện như do đất nước tự bản tự do nhân quyền này với đặc biệt đảng cộng sản Việt Nam như vậy bù bê u bê cứ tự lập mà
ra những ngã về hạ về ngã hạ ông như là về máu tự lọc một cặp bộ chứ bây là quyền này chứ bây nhà nước bảo hộ chứ bây nhà nước nó giúp lại nó nói hạ này rằng luôn nuôi mọi thế giới lần là nó lại đọc thắc mắc cả đảng cộng sản Việt Nam lại bùng một lần ngay lên không lại kẹt bất quyền phụ nữ này quyền trẻ em này nhiều dữ liệu cũng bị vàng nhá ba cứ nhà lệ tự do nhân quyền tự do thông tin tự do lập hội tự bình công nhân màu tự lập mà coi ta lại phạm mạn như hẹp bạc như thợ xuống lại đào được xong được đây như thợ xuống lại đây như lại như thực thi lại như thực rơi nhớ và đây các bài nạp hội đồng điểm nuôi mà rõ lệ nạp buồn sáng lệ vật của quốc tế thâu cần từ những lần chặn Việt Nam đến hẹp này cả như nó kêu gọi Việt Nam thực thi cái bộ luật này. Đấy là bước đầu tiên bày tỏ trong bài phát biểu tổ chức nhân quyền này nói chúng tôi vô cùng thất vọng vì trong số 49 khuyến nghị không được Việt Nam chấp nhận có nhiều khuyến nghị liên quan trực tiếp đến những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có một số kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù vì thực thi các quyền cơ bản của họ. Theo thống kê của Human Rights Watch, tính đến tháng 9 năm nay, Việt Nam có ít nhất 171 tù nhân chính trị và ít nhất 21 người bị giam giữ vì lý do chính trị đang chờ xét xử. Tất cả trong số đó đều bị truy tố vì thực thi các quyền dân sự và chính trị một cách ôn hòa. Vẫn theo Human Rights Watch, do đó nghe tạo bộ của biên phòng rồi đấy ạ, lấy được, lấy trong làm đa, rồi vì cơ ta lấy này tôm cùm lại, ta cơ ta lấy nhu kẹo kri như quả là chặt bụng lên đã buồn sảng một lần ấy. Hắn này lấy nhận tội dâm dữ lên nó phát đi kẹo lấy phèn cả đảng cộng sản Việt Nam, bây giờ dựa một lấy phèn còn luật nhân quyền đâu. Tôi đã buộc mình niệm năm đã buộc ruột nó nứt lời này đấy nuôi nó buồn sàng như lại rụng ai nó đấy cơ trở lại bắp mệt lấy hi lên nách cả đáng cùng sản nam kiêng lấy từng vực từng mà phật hàng lấy phiền hàng lấy cây cào thành phố dù nó trở lại tung lùm mệt vã dòng đã buồn sàng khắp đường hàng lấy ta này ruột đã bị bằng phật hạt đấy nuôi hạt tiếp là không một lấy phiền từ đã hạt tiếp lần chàn lấy một lấy phiền ô lấy lần chàn nôn sàng nô nôn bắt đầu đi phiền ô lấy phi bóng vất lấy tiếp cặp cái bụng nó nên mà thì giờ này rằng cái nhầm mạ bro càng yêu năm nay xăm nhưng mà đáng cộng sản Việt Nam nên lại nhú từ chối thăng thừng coi tờ lấy kiến nghị 49 này cái bộ mà 210 đối nhiều tù ngạm viết lên tờ kiến nghị 49 là lại nhiều bộ ngạm mang nó nơi luật cái nhân quyền này tự quyết này luật coi tờ lấy bảo vệ thông tin này lên tờ luật coi tờ lấy đất đai này mang nó nhiều bộ đội ở lên luật mang nó nơi người dân bản địa nhiều bộ đội ở nó nhiều độ dư mà ai tiêu cực năm mang năng lực liên quan như là mạng cực bình phục đáo mạng cực bình mục sư mạng cực bình đau tranh hàng lấy kể cả lập hẹn được nó nói vậy dù nó còn lại nè lại bình đáng có sản phẩm làm như rung của mắt nó nằm nặng nè lại đẹp lông mơ từ như bộ ốr lên ta bộ rung ô nhưng bạn đã buộc xem này lần đã buồn sáng đề cả lần vật hàng dọn đã buồn sáng dọn như bộ đã buồn sáng đề cả là mình lệ đặc biệt là lấy dọn như vậy mong bạn trong nào kẹt thực thi cái bộ luật này cơ đạo nạp buồn sang lê thằng rung với cái chính quyền này nhầm bạn điều luật như nó buồn chín này lấy thì càng mạng cực với tất cả nhầm mạng cực lấy chịu hiệu quả nữa nên là mình phải xem lăng lấy lên này. Nam đã bác bỏ khuyến nghị sửa đổi các điều 117 tức tuyên truyền chống nhà nước mang tính vi phạm nhân quyền và điều 331 tức lợi dụng các quyền dựa lên tờ lời đạo bút của biết bằng rõ đấy lấy tương cực lời tung lùm của phạm mạng hàng lại phiền luật 117 lấy tương luật 331 cơ tờ lời này á hàng lại mừng tương hạt nhủ dù anh nhiều bộ tuy bởi cả đã buồn sang thực thi bộ luật nổ nó chỉ là nhiều phim chứ thì với bằng một vài buồn sang khắp những hôm nay mong mình đúng tương lại chạy mi free club thêm mong đã buồn sang xem lần vì nó bán đi một lời.